Sư Minh Tuệ phát ngôn phỉ báng Đức Phật và các vị thánh. Thích Minh Tuệ tự nhận mình không phải một tu sĩ Phật giáo. Điều này là hoàn toàn chính xác, bởi những phát ngôn của Thích Minh Tuệ đi ngược lại với giáo lý mà Đức Phật đã tuyên thuyết. Thích Minh Tuệ đã cạo tóc dưới hình tướng của một người xuất gia theo Phật giáo, nhưng lại có phát ngôn phỉ báng Đức Phật, người khai sáng ra đạo Phật. Video này sẽ bàn đến một phát ngôn của Thích Minh Tuệ không uống sữa bò vì sợ bò hút và những vấn đề liên quan, minh chứng cho thấy phát ngôn của Thích Minh Tuệ sai lời Phật dạy. Đức Phật đã từng thọ nhận cháo sữa Đề Hồ làm từ sữa bò, theo Phật giáo.org. Trong Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm, quyển 7, phần 18 đã ghi rõ ràng rằng, trước khi Đức Phật thành đạo, Ngài ăn một bát cháo sữa cho nàng Su Già Ta dâng cúng. Nhờ có bát cháo sữa ấy mà Ngài hồi phục sinh lực, sau thời gian dài tu khổ hạnh, quay trở về con đường trung đạo, tu hành đắc quả vị Phật. Đức Phật và tăng chúng xưa kia đi khất thực cũng được cúng dường và thọ nhận món cháo sữa Đề Hồ. Nay Thích Minh Tuệ khẳng định không uống sữa bò nữa, vì sợ bò hút, còn uống sữa bò là còn nhân quả liên quan. Như sữa bò con uống ngày xưa thì mình nói là sữa bò thì cũng không có liên quan đến sát sanh lấy cái sữa, nhưng mà giờ thì con thấy khi mình còn dùng sữa bò, mấy con bò nó cũng nhìn mình nó hung hãn quá, nó vẫn còn uống đồ của nó, thấy gớm quá, bất tịnh, mình thấy này nọ này kia thôi. Con nói thôi bữa nay con không uống nữa, đừng uống hút con nữa. Thì mình trái nhé, thì tự nhiên hắn cùng từ bi với mình không vay mượn nó. Chẳng hạn như giờ con bò nó có sữa để cho con nó bú, như bò sữa thì không có nuôi con, nhưng mà nó cũng liên quan đến cái sức ăn của nó. Hắn sợ mình uống sữa hắn rồi hắn như thế. Như vậy chẳng phải ám chỉ Đức Phật và tăng chúng không hiểu nhân quả hay sao? Và khi Đức Phật còn tại thế, Ngài chưa bị bò hút, ý Thích Minh Tuệ là Ngài vẫn còn nợ nhân quả ư? Cùng phát ngôn đó, Thích Minh Tuệ nói các vị A-la-hán đi khất thực, được cúng dường thịt hổ, các vị ấy ăn thịt hổ rồi vào rừng bị hổ ăn thịt. Ngày xưa trong kinh các vị A-la-hán người ta cúng thịt hổ đây, ăn ấy rồi vào trong rừng ngồi thiền rồi hổ mới ăn. Chẳng lẽ A-la-hán là các vị đã chứng đắc rồi, lại không biết gieo nhân quả hay sao? Trong kinh Pháp Cú, phẩm hạnh A-la-hán có viết, dù ít tụng nhưng hành đúng giáo lý, diệt tham, sân, si, tri kiến chân chánh, tâm siêu thoát, không luyến ái, tại đây và về sau, người ấy sẽ chứng nghiệm thành quả của đời sống phạm hạnh thiên liêng. Như vậy, các ngài A-la-hán đã đầy đủ tri kiến chân chánh, thì không thể làm bất cứ một việc gì gây thù hận cho chúng sinh nữa. Các ngài đã là bậc lậu tận, đã đạt tới Niết Bàn và các ngài không còn tạo nhân nữa. Phát ngôn của Thích Minh Tuệ ám chỉ và phỉ báng các vị thánh mù mờ nhân quả là bậc vô minh, là một phát ngôn của kẻ ngoại đạo, không có sự tôn kính dành cho Đức Phật và các vị sư tổ. Thích Minh Tuệ đã có những phát ngôn đại vọng ngữ, phạm giới khi nói về các vị thánh A-la-hán. Bên cạnh đó, Thích Minh Tuệ còn phát ngôn rằng, ăn rắn bị rắn cắn, ăn thịt sư tử rồi bị sư tử ăn, ăn thịt trâu thì bị trâu hút. Rồi Phật cấm là không được ăn thịt hổ, mà ăn thịt sư tử rồi bị sư tử ăn. Giờ mình ăn thịt chó thì bị chó cắn, ăn thịt trâu ăn thì bị nhân quả đấy, ăn rắn thì bị rắn cắn. Nếu như vậy, theo thuyết của Thích Minh Tuệ, ăn rau chắc cũng bị đổ cây vào người. Cả đời chúng ta hầu như ai cũng từng ăn thịt gà, nhưng không phải ai cũng bị gà mổ. Thế mới thấy sự vô lý trong phát ngôn của Thích Minh Tuệ. Quả báo đang chờ Thích Minh Tuệ. Trong kinh Đức Phật dạy về năm tội xiển đề và hậu quả của việc phỉ báng Phật và các vị thánh, phải nhận quả báo sinh vào địa ngục, khổ sở trong nhiều kiếp. Thích Minh Tuệ phỉ báng Phật và các vị thánh thì phỉ báng một mình, lại còn kéo theo biết bao người tin vào những quan điểm mù mờ của Thích Minh Tuệ, ảnh hưởng đến niềm tin tôn giáo của bao nhiêu Phật tử. Người thực hành Pháp Phật sẽ không thể phát ngôn lệch lạc so với những gì Đức Phật đã dạy. Có lẽ Thích Minh Tuệ chỉ giỏi đi bộ thôi. Việc thực hành Pháp của Đức Phật đang còn bị hạn chế. Đức Phật cho phép tỳ kheo thọ dụng ngũ tịnh nhục, năm loại thiệt thanh tịnh, Kinh Jivaka, Trung Bộ 2, số 55. Đức Phật dạy, này Jivaka, những ai nói như sau, vì Sa Môn Gotama, họ giết hại các sinh vật, và Sa Môn Gotama tuy biết thế, vẫn dùng các loại thịt được giết vì mình, được làm cho mình, những người ấy không nói chính lời của ta, họ xuyên tạc ta, không như chân, không như thật. Này Jivaka, ta nói trong ba trường hợp, thịt không được thọ dụng, thấy, nghe và nghi, vì mình mà giết. Này Jivaka, ta nói trong ba trường hợp này, thịt không được thọ dụng. Này Jivaka, ta nói trong ba trường hợp, thịt được thọ dụng, không thấy, không nghe và không nghi, vì mình mà giết. Này Jivaka,
Ta nói trong ba trường hợp này, thịt được thọ dụng. Đức Phật cũng chỉ dạy cư sĩ tại gia không được sát sinh để cúng dường. Nếu muốn cúng dường thì cũng phải dùng các loại thịt của các con vật đã chết, được bán sẵn, không do mình giết, xui người khác giết. Này Jivaka, người nào vì Như Lai hay vì đệ tử Như Lai mà giết hại sinh vật, người ấy chất chứa nhiều phi công đức. Ngoài ra, tỳ kheo cũng có thể thọ dụng loại thịt chim thú đã tự chết và thịt do mãnh thú ăn còn thừa. Như vậy, Đức Phật cho phép các tỳ kheo được tùy duyên thọ các loại thịt có được khi khất thực hoặc khi nhận cúng dường, miễn đó là các loại thịt thanh tịnh như trên. Người được cộng đồng mạng gọi là sư Minh Tuệ đã làm một việc ác khẩu, phỉ báng A-La-Hán, xuyên tạc lời Phật ý kinh. Việc này theo lời Đức Phật dạy là sẽ đem lại quả báo đau khổ cho chính ông ấy và số đông.